mai sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngỡ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhân thời, người mới chơi với như anh. Làm sao anh mà có em? Mai sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đêm nhân em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúng xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau ôm bên, hay em sẽ nể trách anh, chỉ dám buông đôi câu chào. Dạo này anh sao? Mai sau này anh mới biết người đó không phải người yêu anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng người cô đơn. Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau, thế nên chuyện mình cũng chẳng tới đâu. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhân thời, người mới chơi với như anh. Làm sao chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đêm nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúng xuân thì mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau mà điều gì làm em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ để tránh anh, chỉ dám buông đôi câu chào. Sau này anh sao?